Xin chào các bạn, nay tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái demo tạo ra cái menu C3 dạng responsive. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái menu C3 dạng responsive cái bài. Thì bữa nay thì tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái phần tiếp theo của cái phần tạo ra cái demo này. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái button thuộc dạng toggle như vậy. Khi mà tôi nick cho cái icon toggle này thì nó sẽ show ra cái phần menu C3 như vậy. Rồi tôi tích cho cái icon này lần nữa thì nó sẽ đóng cái phần icon menu C3 lại cho tôi như vậy. Thì tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì tôi cũng mở lên cái code hồi trước bữa trước thì đây. Thì ở đây tôi sẽ thêm cho nó cái thẻ div. Rồi tôi sẽ cho nó cái class là bằng toggle. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ qua cái phần style và tôi sẽ viết style cho cái phần toggle menu. Đây, tôi có cái class là toggle như vậy. Tôi sẽ copy cái class này qua và tôi sẽ viết style cho nó. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái position là absolute. Rồi tôi sẽ cho nó cái phần này top là bằng 0. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái line là cũng bằng 0. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái width với height thì là bằng 6 pixel. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái background. Khi mà người ta hover lên cái icon này thì tôi sẽ cho nó cái khi mà hiển thị lên thì tôi muốn cái button này nó có cái màu background như sau. Tôi sẽ có thằng 3C8 DB save. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái cursor bằng pointer. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã có cái icon có cái phần background của cái phần tầng cột button như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái tầng cột before. Tôi sẽ cho nó cái content nó bằng set F0C9. Rồi, theo thì tôi sẽ cho nó cái 0 harmony là 0 equation. Theo thì tôi sẽ cho nó cái position absolute. Theo tôi sẽ cho nó cái width 100%. Theo tôi cho nó cái height là 100%. Tiếp theo tôi cũng có cái line hay là cái align. Tôi sẽ copy cái chỗ này xuống. Này hay thì tôi cho là sau đấy sổ cái này tôi cũng cho là center. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó không sai là bằng 24 pixel. Rồi color thì tôi sẽ cho nó cái màu trắng thăng RF. Rồi tôi cho sai. Rồi tôi sẽ đi điểm test lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã có cái icon cho tôi như vậy. Rồi khi mà người ta nick chuột lên thế này thì tức là cái button này nó được active.
tôi muốn cho nó thay đổi cái màu background này đi. Thì tôi sẽ có cái angle này, và tôi sẽ có cái thuộc tính là chấm asti. Tôi sẽ cho nó cái background nó đi chuyển đi. Tôi sẽ sử dụng cái màu đây, tôi sẽ sử dụng cái màu này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ qua cái trang index này và tôi sẽ đi viết code JavaScript để mà viết JavaScript để mà khi mà người ta click vào cái button toggle này thì nó sẽ có một cái sự kiện để mà nó mở ra cái menu sidebar cho tôi. Đây mình sẽ có cái tính là script. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái function toggle menu. Rồi tôi sẽ có cái led navigation. Đó bằng document chấm query selector, tức là nó sẽ tìm đến cái selector nè, có cái class là bằng navigation. Và cái navigation này chấm class next chấm toggle thì nó sẽ hẹp cho cái class là active. Đây, đây trên cái thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái hàm onNext, sự kiện onNext. Tôi sẽ cho nó là bằng cái function toggle menu này. Cái toggle tôi sai, tôi sẽ toggle này đúng. Khi mà người ta click tên thì tôi sẽ gọi cái function này để thực hiện. Rồi tôi sẽ define lại trình duyệt. Rồi tôi sẽ impact cái trình duyệt lên. Ví dụ như đây là cái navigation này. Khi mà tôi click rồi, đó thì nó thêm cho tôi cái class active như vậy. Đó, như vậy là cái function này đã hoạt động rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi viết style để cho nó khi mà click rồi thì nó sẽ phải open ra cái menu sidebar. Tôi sẽ quay lại cái phần đây, tôi sẽ copy chỗ này xuống. Chỗ này thì là active rồi thì tôi cũng chọn cái viết là bằng 300. Chỗ này tôi sửa lại này chấm active. Rồi tôi đi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt và tôi nick lên cho đó thì nó đã open ra cho tôi như vậy. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo thì tôi lại tiếp tục viết cho cái toggle, cái class toggle khi mà nó có thêm cái class là active. Khi mà nó active thì tôi muốn thay đổi cái icon của nó lại. Tôi sẽ cho nó cái content
rồi tôi cho save, rồi tôi delete lại chương trình. Tôi còn phải viết code ở bên cái này nữa. Tôi sẽ copy cái này xuống. Theo thì tôi sẽ có cái là tăng gồm. Khi mà nó query tới cái sector là tăng gồm. Thì cái tăng gồm này tôi sẽ cũng gọi cái hàm là class nick này, để cho nó add thêm cho tôi cái class active gồm. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi define lại trình duyệt. Rồi bây giờ tôi click rồi. Nó thay đổi không đúng. Cái chỗ này tôi sẽ xem lại. Tôi còn thiếu mất cái dấu chuyện như vậy. Tôi cho save. Rồi tôi define lại trình duyệt. Rồi tôi click rồi. Đó thì bây giờ cái icon nó thay đổi thành cái icon hình chữ X như vậy. Đó, để cho người dùng người ta biết là ví dụ khi click cho cái icon chữ X này thì tức là người ta muốn đóng cái menu này, tức là người ta cancel, người ta đóng này, đó. Rồi ở trên một số cái màn hình mà nó nhỏ, chẳng hạn như màn hình mobile chẳng hạn, nó có kích thước như vậy thì tôi muốn ẩn luôn cái menu C3 này đi, thì tôi sẽ viết style như sau. Thì tôi sẽ có cái hạt tổng media. Và trong này tôi sẽ cho nó cái mắc quick. Là bằng 767 pixel. Rồi tôi sẽ cho nó cái thuộc tính navigation. Tôi sẽ cho nó cái led căn đề trái là chữ âm 60 pixel. Rồi theo thì tôi sẽ có cái navigation chấm active. Active thì tôi sẽ cho cái internet là bằng 0 pixel. Và cái quick là 100%. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi cái này trình duyệt. Đó, bây giờ cái menu sidebar nó ẩn rồi. Giờ tôi click để cho nó open ra. Đó, nó open ra toàn màn hình như vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần tạo ra cái trang admin dashboard còn mà có cái phần menu sidebar dạng responsive như vậy. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi đây. Hẹn gặp lại ở các bạn ở các video tiếp theo.